Xin mời chào quý anh chị đã trở lại với Chung Nội Auto xe gồng cao. Mấy ngày vừa qua em thấy là trên thị trường xe cũ và thị trường xe mới thì rất là sôi nổi bàn luận về việc là có giảm thuế phí trước bạ 50% không, đúng không ạ, đối với xe lắp ráp trong nước. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 rồi, thông tin mà em không cập nhật được thì vẫn chưa có một thông báo nào chính thức là giảm thuế anh chị nhá. Và anh chị có thể nhìn thấy showroom của nhà em thì hiện tại đang rất là trống xe anh chị ạ. Quý anh chị nào mà quan tâm mong muốn đổi xe, lên đòi xe hoặc là muốn bán xe thì hãy ưu ái để lại cho Xuân Hồ Auto chi nhánh Bình Dương bên em các bác nhá. Hôm nay thì em Phương sẽ lên một video báo giá và cập nhật những mẫu xe gầm cao 5 chỗ 7 chỗ đang có tại showroom Xuân Hồ Auto chi nhánh Bình Dương bên em, đang có địa chỉ tại 709 đường DT743B thành phố Di An tỉnh Bình Dương ạ. Không để quý anh chị chờ lâu nữa. Ở ngay trước mắt quý anh chị đây đang là một chiếc Kia Carnival đời 2023 bản Signature máy dầu. Chiếc này của em thì vừa mới về cửa hàng buổi sáng ngày hôm nay thôi. Xe một chủ xuống từ đầu và đi được 23.000 km full lịch sử bảo dưỡng anh chị nhá. Chiếc này thì đâu đấy anh chị tiết kiệm với xe mới ở thời điểm hiện tại chưa có chương trình giảm thuế là khoảng 200 triệu anh chị ạ. Thì các bác tranh nhau một đời, các bác sẽ lựa chọn lăn bánh xe mới hay là lựa chọn một chiếc xe lướt chạy được 23.000 km tiết kiệm 200 triệu. Em sẽ quay qua nội ngoại thất để anh chị có thể cân đối chiếc Carnival này nhá. Xe mang ngoại thất màu trắng, chiếc này thì cảm biến xung quanh xe này. Xe chạy 23.000 km nên là mâm còn rất là... Đây, mâm chưa có một vết cháy chém nào và cái lốp thì còn rất là dày đúng không ạ? Xi nhan tích hợp trên gương, có trang bị cam 360. Khóa mở một chạm luôn và bên trong thì là một bầu trời công nghệ. Một chiếc xe mà được ví là chuyên cơ mặt đất đúng không các bác? Chiếc này thì là xe mộc vừa về tới cửa hàng Trung Hợp Auto thôi. Bên em cũng có rửa qua nước lã bên ngoài và bày bán luôn tại cửa hàng. Chiếc này thì rất là nhiều bác trên kênh hỏi em Phương là có Carnival không. Thì hôm nay thì em đang về được một chiếc màu trắng, màu rất là dịu mắt này cho quý anh chị nhá. Full công nghệ luôn, ghế chỉnh điện hết, có sấy sưởi ghế đầy đủ, sấy sưởi vô lăng, cam 360, cửa sổ trời. Bản này đang là bản 7 ghế anh chị nhá. Đó, hiện tại thì em đang chào bán với mức giá là 1.398.000.000 bao rút hồ sơ cho quý anh chị cho chiếc Kia Carnival này đời 2023 bản Signature máy dầu nhá, biển 93 Bình Phước này, logo mới rất là đẹp, mang ngoại thất màu trắng rồi. Và em đang trên đường về thêm một chiếc màu nâu nữa. Đó, cũng đời 2023 bản xích luôn. Bác nào quan tâm thì có thể comment ở bên dưới hoặc là gọi qua Trung Hồ Auto chi nhánh Bình Dương bên em các bác nhá. Tiếp theo ở đây em đang có một chiếc xe siêu cọp. Chiếc này của em là Mazda CX-5 đời 2013 mà xe đi có 85.000 km thôi, một chủ xuống từ đầu. Chiếc này là bản 2.5 2 cầu, em đang chào bán là 450 triệu bao rút hồ sơ anh chị nhá. Các bác xem cái xóa đèn thì nó rất là sáng luôn. Mang ngoại thất là màu vàng cát, em sẽ quay qua nội thất bên trong để anh chị thấy chủ cũ họ giữ gìn một chiếc xe như thế nào nhá. Chiếc này thì full công nghệ, full option rồi. Các bác xem cái nội thất trong xe này. Đó, ghế da này, ghế da zin nguyên bản theo xe, ghế lái chỉnh điện nhá. Full công nghệ, full option rồi, gương chống chói, cửa sổ trời. Và chiếc này thì bác chủ cũ cũng có trang bị thêm cam hành trình đầy đủ rồi. Đây, ghế hàng 2 đây, siêu mới luôn anh chị ạ. Đời 2013, qua 11 năm sử dụng, em đánh giá nội thất chiếc này thì siêu đẹp luôn nhá. Bác nào mà tầm tài chính mà khoảng hơn 4 đồng mà tìm một mẫu xe 5 chỗ gầm cao thì ưu tiên qua bên em chọn chiếc Mazda CX-5 này các bác ạ. Rồi lên trên này ở hàng 2 Trung Hoa Auto từ bên này đi. Đầu tiên ở hàng 2 em đang có một chiếc Kia Sedona. Chiếc này của em là đời 2018 bản full máy xăng, xe đi được 96.000 km rồi. Em Phương đang chào bán với mức giá là 719 triệu bao rút hồ sơ. Xe mang ngoại thất là màu đen và bên trong nội thất ghế da màu kem anh chị nhá. Hiện tại thì em đang trên đường về thêm một chiếc màu trắng đời 2019 bản full máy dầu nữa. Đâu đấy em đang chào với mức giá đang là 875 triệu. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ số hotline của Trung Hợp Auto là 0975 792222, ấn phím 2 để gặp tư vấn viên tại Trung Hợp Auto để được hỗ trợ thông tin xe nhanh nhất anh chị nhá.
Kế tới bên cạnh anh Phương đây một chiếc xe màu đỏ rực rỡ nhất showroom. Bởi vì thực sự là hiện tại em cũng đang rất là ít xe. Ở đây thì em có duy nhất một chiếc xe màu đỏ tại cửa hàng thôi. Chiếc này là Mazda CX-8 đời 2020 phiên bản 2.5 Premium 2 cầu anh chị ạ. Chiếc này của em đi được 38.000 km và rất là ít luôn. Nội thất trong xe cũng rất là đẹp. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán với mức giá đang là 879 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Mazda CX-8 2 cầu này, mang ngoại thất màu đỏ và nội thất bên trong là màu đen anh chị nhá. Full công nghệ, full option. Bên này em đang có một chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc này của em là bản full máy xăng đời 2022. Xe đi được 30.000 km rồi, một chủ sử dụng từ đầu và em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 068 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Hyundai Santa Fe này. Full lịch sử bảo dưỡng luôn và ở bên trong nội thất còn rất là nhiều siêu. Nội thất bên trong là ghế da màu nâu và rất là nhiều siêu anh chị nhá, 4 vỏ theo xe full lịch sử bảo dưỡng. Bên này em đang có một chiếc Toyota Veloz. Veloz đời 2022, bản này đang là bản top, là phiên bản cao cấp. Đối với Toyota Veloz thì đang phân phối trên thị trường là hai phiên bản CVT và bản top anh chị nhá. Ở phiên bản top này thì đã được trang bị mâm phay rồi, mâm là 17 inch. Ngoài ra thì có cam 360, có cảnh báo lệch làn và cảnh báo điểm mù trên gương. Xe mang ngoại thất màu đỏ, nội thất bên trong thì ghế zin của Veloz sẽ là ghế da phối nỉ. Còn chiếc này thì bác chủ cũ đã lên bộ ghế da rồi anh chị ạ. Và hiện tại em đang chào bán với mức giá là 629 triệu bao rút hồ sơ. Xe đi được 22.000 km đời 2022 các bác nhé. Sang bên này em đang có một chiếc Kia Sonet 5 chỗ gầm cao của nhà Kia, nhỏ gọn dễ lái. Quý anh chị nào mà mua xe đi gia đình ít người hoặc là mua đi phố thì em nghĩ là cũng rất là dễ luồn lách đúng không ạ. Chiếc này là Kia Sonet đời 2022 bản 1.5 Premium. Xe đã được trang bị ghế điện này, cửa sổ trời này, mang ngoại thất là màu đen và bên trong nội thất là ghế đen chỉ đỏ. Đi được 32.000 km rồi, em Phương Nga chào bán là 569 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị nhé. Chiếc cuối cùng ở hàng 2 là một chiếc Toyota Cross. Chiếc này của em là đời 2020 bản 1.8V, xe đi được 56.000 km rồi. Chiếc này thì hiện tại đã được trang bị các công nghệ đầy đủ, các option rồi. Cam 360, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện đúng không ạ, mâm phay. Chiếc này hiện tại em đang chào bán với mức giá đang là 698 triệu bao rút hồ sơ anh chị nhá. Ở bên dưới thì sẽ có bản G và bên trên thì sẽ có bản xăng điện anh chị ạ. Lên tới hàng 1 của Trung Hoa Auto NM thì đầu tiên là một chiếc 7 chỗ gầm cao bền lành tiết kiệm, một chiếc Suzuki XL7 đời 2022. Xe chạy được 75.000 km và em đang chào bán với mức giá là 510 triệu bao rút hồ sơ quý anh chị. Xe mang ngoại thất là màu đỏ mắt anh chị nhá. Kế tới bên này là một chiếc Kia Sorento 7 chỗ gầm cao rộng rãi dành cho gia đình, hoặc là các bác cũng có thể cân đối đầu tư để kinh doanh với mức vốn bỏ ra cũng khá là ít. Chiếc này của em là đời 2015 bản máy xăng bản hiếu. Xe mang nội thất ghế da màu đen anh chị nhá. Chiếc này thì hiện tại đi được 89.000 km rồi, em Phương đang chào bán là 445 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Kia Sorento này ạ. Sang bên này là em đang có một chiếc 7 chỗ gầm cao rất là rộng rãi dành cho gia đình và rất là nhiều công nghệ luôn. Chiếc này của em là Mazda CX-8 đời 2023 bản Premium 1 cầu anh chị nhá. Xe mang ngoại thất là màu trắng, chạy 15.000 km rồi. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán với mức giá là 986 triệu bao rút hồ sơ. Thiết kế của Mazda thì luôn luôn đẹp và rất là bắt mắt phải không ạ? Bên này em đang có một chiếc Peugeot 5008 đời 2022. Bản này đang là bản 1.6 GT nhá. Chạy được 18.000 km rồi, em đang chào bán là 985 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Peugeot 5008 này. Đó, kế tới đây là một chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2015, xe siêu cọp luôn, đi chỉ có 8 vạn thôi và 4 vỏ theo xe, một chủ sử dụng từ đầu.
Xe mang ngoại thất màu đen, bên trong là nội thất màu kem anh chị nhá. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán với mức giá là 628 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Cuối cùng ở hàng 1 là một chiếc Fortuner máy xăng số tự động đời 2017. Chiếc này của em đi được 72.000 km rồi. Em đang chào bán với mức giá là 698 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Fortuner máy xăng này. Cuối cùng ở đây là một chiếc Mazda CX-5. Chiếc này của em vừa mới về buổi sáng ngày hôm nay. Đời 2018 bản 2.0 số tự động, xe đi được 45.000 km rồi nhá. Em đang chào bán với mức giá là 658 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Mazda CX-5 này các bác ạ. Một chủ dụng từ đầu, 4 vỏ theo xe, rất nhiều công nghệ, rất nhiều option và siêu cọp luôn. Và bác nào quan tâm tới một trong những mẫu xe mà em Phương vừa báo giá thì hãy nhanh tay comment hoặc liên hệ tới số hotline của Trung Thường Auto là 0975 79 2222 ấn phím 2 để gặp tư vấn viên tại Trung Thường Auto chi nhánh Bình Dương bên em các bác nhé. Bác nào ở quanh khu vực Dĩ An Bình Dương hoặc các tỉnh lân cận thì có thể qua bên em xem xe và trải nghiệm lái thử xe thực tế ạ. Em xin phép là kết thúc video tại đây. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video clip tiếp theo ạ.